Dương xin chào tất cả các ông bà cô chú nha. Hôm nay thì Dương đi dự một cái bữa tiệc nghỉ hưu của một người bạn làm chung hãng. Và hôm nay thì Dương sẽ quay và giới thiệu cho cả nhà xem ha. Đó, đây là cái ballroom at Bellevue Place ha, là cái chỗ reserve cái bữa tiệc nghỉ hưu của anh Thành. Rất là lớn luôn. Giờ thì Dương đi vô nè. Đang chụp hình. Hai chị vô đây gặp rất là nhiều người quen, quá trời người quen trong này luôn. Cái chữ đó, tên của anh á, tên Thành, chữ màu trắng á. Của Thùy Dương là đang đứng cạnh đó, là đứa gái của Thùy Dương là con đỡ đầu của vợ chồng anh Thành. Nhìn dễ thương chưa? Đây vài chín bữa nay. Đây là mấy đứa con, ba đứa con của anh Thành. Anh có ba đứa anh trai. Ba đứa con to hơn bố luôn. Dễ thương chưa? Đó, ba cha con ha. Anh Hai Lúa đang đứng chụp hình kìa. Hai vợ chồng thì Dương hôm nay đi dự cái party này á, lần đầu tiên của người bạn. Đó, cái chỗ này là một cái khách sạn rất là lớn luôn. Đó, trên đó là cái nhà mà có kiến để cho ánh sáng nó lọt vô nè. Đây, cha con đang chụp hình với nhau, tự xử với nhau. Đây là sắp Noel rồi. Cho nên là ở đây họ trưng bày cây Noel rồi. Ui, đẹp chưa? Quá chừng đẹp luôn nè. Wow. Ui, chà nó đẹp. Quá đẹp luôn. À, mình tới mình chụp hình ké. Ui, chà đẹp. Đây, vợ chồng Lâm Râu. Đi dự tiệc retire ha. Đó, ra đây là chụp hình. Đây Thiều Dương USA đây. Rồi, muốn đây tự xử nè. Gấu luôn. Con gấu thì đẹp dễ sao chứ. Nghe cái nơ Noel màu đỏ nữa. Và cái bên mình người ta trang trí cho Noel đẹp luôn. Giống như là đây là gì rồi, hotel 5 sao, khách sạn 5 sao nha. Khách sạn 5 sao ở thành phố giàu nhất từ bang mình luôn hả? Phải không? Bellevue giàu nhất từ bang của Washington mình luôn á. Nên chỗ này rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Chỗ này toàn là dân giàu ở không? Vô đây là đã ghi danh hết rồi, có bàn ghế reserve sẵn hết rồi. Đó, những ai vô là tìm bàn để ngồi ha. Đó, đây vòng vòng xung quanh, đây là cái tên của anh nè, retirement nè, đó Thành Nguyễn retirement party, nay reserve ở đây. Đây bàn ghế đã được
trang hoàng sẵn rồi. Rồi này có nhạc luôn á. Lát không biết sợ bản quyền nữa, bản quyền là phải tắt nhạc. Đây là cái trang trí những bánh trái của bữa tiệc ngày hôm nay của anh nè. Đẹp chưa? Là có quầy rượu luôn, ai muốn uống gì tới đây ha, nhưng mà trên 21 tuổi mới được uống nha, chứ không phải ở đây là không phải là ai uống rượu cũng được hết á, phải có tuổi tên đàng hoàng. Bên này cũng có một cái bar rượu nữa nè, hai bên hai bar rượu ha. Giờ quay ra lại nè, đó, bà con mình đang đi vô. Chào cô. Hai cháu khỏe không? Dạ cháu khỏe, cô khỏe không? Chào chú. Lâu quá rồi không gặp cô chú. Đây, hai đứa gái của Thùy Dương đây. Gia đình của Thùy Dương. Hai lúa giờ nhỏ hơn mấy đứa con. Con ở Mỹ này bự lắm, bự chà bá luôn. Cha mẹ là nhỏ hơn con cái luôn nè. Bên này anh uống đầy đủ. Đứa gái đầu với em rể tương lai sẽ đang chụp hình với lại anh Thành. Gia đình Thùy Dương là quen anh Thành là lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Đồ ăn bưng ra, ai thích thì bốc nha. Đây, anh Hai Lúa gặp là mẹ của người bạn làm chung. Đó, cha mẹ của người bạn làm chung với anh Hai Lúa. Trong này toàn là công nhân buôn. Ở trong này Việt Nam có, Mỹ có. Đồ ăn bưng ra nữa. Người ta cứ bưng đồ ăn vòng vòng vậy á, anh giống như là anh bữa lỡ rồi lát nữa anh bữa chín sau ha. Đồ ăn họ làm rất là ngon. Đây chỗ này là booth photo, tới đây á, ai muốn chụp hình tới đây chụp ha. Đó, những nhà thợ chụp hình nè. Đó. Ai muốn chụp tới đây chụp. Rồi bây giờ thì Dương USA với lại ông xã nè bắt đầu vô chụp hình nè nha cả nhà. Đó. Cười lên. Cái giỏ của em đâu rồi? Đi đây. Đi đâu vậy? Đây nha, hai camera luôn nha, hai máy luôn. Đông quá bây giờ. Say hi. Hey. How you doing, buddy? Long time no see. Wow. Yeah. Rồi rượu tới à. Đó, cocktail à. Cocktail. Cocktail gì đó, uống đi. Ngon. Ngon. Ngon hả? Nhưng mà nó này ngon đấy không? Có nghĩa là ngọt, ngọt mật là chết rồi á nha. say lẹ lắm hả? Uống hồi á lát say luôn. Uống lá hồi say.
Chắc chết sớm quá. Không biết tiền nó lớn hơn à. So, this is a stand on the chair. Just ever sit down, nobody can see me. And I'm glad that I have met many of you and in my life. So I want this tonight will be special night for me and for all of you. So first, I'd like to thank you my family. They have supported me for Santa Cruz to America. All my family sit right in front of me right here. So they are my close relative and my son and my daughter. So I want to say thank you to my uncle, my aunt, my brothers and his wife. They're the one that brought me to America, escaped from hardship, and that's how they raised me over here until today. Without them, I would not be here today. And tonight, I do have a lot of bold people tonight too. So I've been working for 27 years. That's the reason why you see 27 cakes. Until now, someone new. I only work with them for 2 weeks, and I have to rush them, train them up, and I hope they pick it up after me. So I just want to say thank you for all that you helping me out and listen to me, my opinion, to help me make my decision. There's a lot of difficult time that we went through the design of the PA. We have a lot of problems, so you have helped me a lot. People scheduling for me, people working with me, buy stuff for me. To make it happen. So tonight I want to say thank you for all of you that helping me out through my 27 years with the PA program. Bên này á là bạn người Mỹ làm chung. Làm chung nhân thành ngồi bên này. Bên này á là người Việt làm chung với lại ở trong nhà thờ sinh hoạt chung. So I want to say thank you for all of you here tonight, and I hope you will enjoy tonight and whatever you do after that. So I hope you all be have fun tonight and do whatever you need to do. Have a party tonight. Welcome party hard. That's what I can see. So thank you. Full of joy and happiness as we wish for him tonight as we come here. So I hope that in sharing this meal, this dinner together, we will always keep our good friendship with Thang and keep him in our prayer. And so now I will ask the Lord to bless us, bless our gathering tonight. We ask you to keep blessing him as he goes into retirement, keep him always healthy and happy in his life. And we ask that you to bless us the food we are about to share through your bounty. And we think also about all people who are homeless and hungry tonight. Kính thưa bạn chị em, tôi rất là vui mừng và hãnh diện được đến chia sẻ niềm vui với lại anh Thành và gia đình của anh ngày hôm nay. Anh thật sự là một người rất là dễ thương. Mặc dù tôi mới biết anh có trình độ một tuần lễ thôi, nhưng mà tôi có cảm tưởng, tôi có cái intuition đặc biệt là anh là một người rất là khả ái, rất là dễ thương, hiền lành. Như tôi được biết là 27 năm của anh trong môi, đó là cái ngành mà rất là quan trọng Mỹ này trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta cần đi du lịch, 27 năm anh làm cho Boeing, 27 năm anh giúp mọi người bay lên trên cao. Thì bây giờ chúng ta, ngày hôm nay và những ngày kế tới, bằng cái tình bạn của chúng ta với anh, bằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ cùng giúp cho anh được bay lên cao trên cái biển gọi là biển yêu thương, hạnh phúc của chúng ta. Một cái thời gian mà anh rất là đáng được hưởng qua ơn lành của Chúa, qua tình bạn của chúng ta, tình yêu thương của gia đình. Bởi vì chúng ta xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho những của anh này, Chúa đã ban cho chúng con cho lòng đồng đại của Chúa. Chúng con xin Chúa kết hợp chúng con trong tình yêu của Ngài luôn, vì Ngài là nguồn mạch của mọi hồng ân.
Xin Chúa thương nhớ đến những người đói khổ, kém may mắn ở chúng con, những người vô gia cư, những người đói kém trong lạy lùng tối hôm nay. We bless you and we praise you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you and have a very wonderful evening. Well, you will be happy to know that our buffets are now open, one on each side of the room. They're double-sided, so you can go down the other side. Help yourselves as you wish. And before we move forward, what do you say we give another big round of applause to our man of the evening? Chồng đĩa đi. Đó là mình được đồ ăn năm trước rồi. Anh Thành là người một nhân vật chính bữa tiệc ngày hôm nay. Hôm nay anh retire cho nên anh tới anh chụp hình với vợ chồng Thùy Dương và anh Hai Lúa. Thank you.
như vậy thôi, 3 tỷ, 3 tỷ cũng như là một tương đương như 150 ngàn, có lẽ hơn chút, hơn 3 tỷ chút, 550 ngàn tiền đô đó, cũng là gần 4 tỷ đó, đây là chắc là dòng hai lúa mà hai chắc là tiền này không thể nào thành. Trừ khi nào trúng số hả? Em trúng số nhưng mà đâu có mua vé số đâu, phải mua vé số mới được. Đấy thì anh bị gói rồi. Có hình không á, có nhiều chơi nhiều. Đây là đầu tiên quá dữ rồi, quá dữ. Lần đầu tiên mà thấy tiệc free thai mà làm lớn hơn đám cưới luôn. Bây giờ họ đưa bánh cho khách rồi. Đây anh chủ đã cắt bánh đầu tiên. Đây là 27 chiếc bánh tượng trưng cho 27 năm của anh Thành đã góp công để làm ra những chiếc máy bay bay tất cả các nước trên thế giới. Và Việt Nam, Việt Nam tượng trưng cho tô phở là của Việt Nam nha. Đó, này là của Canada nè. Đó, tất cả các nước. There's a cake they bought from outside, not from us. Em xin tạm dừng cái video của bữa tiệc của anh Thành ngay tại chỗ này nha. Thì Dương xin mời tất cả các ông bà cô chú xem tiếp phần 2. Phần 2 sẽ có nhiều tiết mục siết rất là hấp dẫn. Thì Dương xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã ủng hộ và xem video của Thùy Dương. Thùy Dương xin chào, bye bye. Hẹn video kế tới nha.